Vừa mới thay đất được con này vật quá, bởi vì là tự nhiên thấy nó yếu yếu các bạn, nó yếu. Cây thì rất già, rất ổn định chậu nhưng mà nó yếu, thì mới bóc ra thì thấy nhiều rễ nó cũng bị thối, một số rễ to nó bị thối thì bây giờ cắt đi và vực lại và thu hết ngắn, thu ngắn hết lại chỗ này là thu tiếp, nhưng cứ để đấy đã. Đấy, thu ngắn, mình trước tay cành là già lắm nhưng mà nó qua nhiều đời chủ, có những người nó có cách làm khác nhau. Nhiều người lấy dăm mà nó bị nổi cục ở đầu này, mặc dù nhìn rất già rất đẹp nhưng mà cái phong cách mình muốn hướng tới thì nó không muốn là như thế, cho nên phải giật lại. Đây, giật lại hết đống dăm. Đấy, giật lại hết. Đấy, tí nữa dọn rác thì thay đất và cắt hết bệ bếp làm lại, sau nó trải cái bệ này và bóc những cái bệ này ra để cho nó trải xuống ra đây, thì bây giờ đang vùi dưới và cho ăn phân. Thì hy vọng là khoảng nửa tháng nữa thôi nó sẽ đẹp và nhiều, có những cái răm nó mập vào thôi. Đấy các bác, đây được, vừa mới cho ăn phân một loạt này, ăn phân một loạt. Phân vi sinh thôi, nó không thể nào tốt lắm đâu, nhưng mà nó cũng mát. Phân ui, đấy, gặp mưa cái rêu nó kinh, gặp mưa rêu kinh. Tí cắt tốt bên này. Đấy, nhìn mưa rêu cái nhìn sữa. Vậy. Đấy, cây nào cũng được ăn phân hết rồi. Đấy, cái xì này thì đấy, rêu nếu mà khô là nắng khô hoặc là trời hanh khô là khô ngay đấy, khô vàng hết cả rêu, là coi như chết ấy, nhưng mà mưa nó lại xanh tải như con đỉa, rất là tải. Đấy, bây giờ lên để làm cái xanh quê nhỏ trên kia cho vui các bác. Chào các bác, mưa gió thời tiết dễ chịu, nó không lạnh là lạnh lắm, mát, chung là mát, thời tiết mát, mưa mát cây, thì cây cối thì bao nhiêu ngày tháng rồi chẳng được chăm bón thì mới bón được ít lần vi sinh đó các bác. Đấy, thì sau cái lứa này nó sẽ mướt mát hơn. Bây giờ các bác nhìn thì nó hơi chối. Mới hôm vừa rồi các bác xem, nếu có theo dõi thì ở về Hà Nội có cái hội quán bonsai ấy, thì quy tụ những cái tác phẩm nó xuất sắc của dân chơi và dân chơi và những người có tiền yêu cây cảnh và sở hữu những cây cảnh. Thì nhìn thì đâu trưng bày rất là nhiều như vậy, nhưng mà thực tế mỗi chủ nhân chỉ có một vài cây thôi. Nó cũng là mơ ước của nhiều anh em chứ không phải ai cũng có cái may mắn là sở hữu nhiều. Cái thứ hai nó là kinh tế đấy. Thì quay trở lại những cây phôi, những cây mình đang ươm trồng thì đi xem về đừng có chán các bác nhé. Cố gắng luyện nó lên thôi, thì sau nó lại đẹp thôi. Có người làm thì sau mới có cây đẹp để chơi chứ. Chứ cây đẹp mà chạy đua tiền thì mình đủ làm sao được, mà có đua tiền thì nó cũng không có nhiều. Và thì đi làm ra thì nó vui các bạn. Hôm nay cắt cái cây đang mát trời thì cắt cái cây xanh quê này. Cái xanh quê này thì theo tôi nó khá là hay đấy, nhưng mà còn phải làm thành cây thì các bác sẽ nhìn thì rất là hay. Và thành cái chậu đi nhìn nó sạch sẽ bẩn thì nó khác rất là nhiều. Bây giờ cắt cây này các bác nhé. Nó được tay bên này nó hòm hòm, à bên này thì đang nuôi. Chả một nhấc cái bàn xoay nó nặng, để dưới kia các bác. Rồi thì cắt xong thì cầm máy quay lên quay cho các bác xem vậy. Cái này nó không xoay được mấy.
Alo. À vâng, mà đang hỏi lại bác chú Đông Dương mà là có thông tin rồi ạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn bác đấy. Đây này các bác. Ý tưởng cây này thì là làm cây hai tay một ngọn thôi các bác, nhưng mà
cả cái này là thuộc khổng ngọn này, còn cái này là bóng đỡ này. Tổng thể nó vẫn là một cái ngọn đấy thôi, bóng đỡ và một cái này làm ngọn nhé. Xong bẻ sang bên này một bơm đỡ nữa rồi mới lấy ngọn đấy. Thì có thể là làm cầu kỳ như thế hoặc là lên đây là lấy ngọn luôn thì nó hơi đơn giản đấy, thì cứ nuôi đã. Ý tưởng nó sẽ phù hợp khi nào mà nó ổn ổn hòm hòm cây rồi thì chốt cái phương án ra đó. Đó, cây xanh không à, làm cho vui được. Cái này ai mua? Đấy, có bác hàng xóm bác ấy hỏi, bác thấy mình quay bác tưởng mình bán. Những cái bệ cái này đẹp quá nhá, bệ rất đẹp đấy. Không xấu đâu, bệ đẹp dưới chải nó còn sâu dưới một bình nhiêu đó, mặt sau nó đây. Thì cái này phải nuôi thôi, nhưng mà nuôi càng nuôi nó còn chuột. Ngày xưa tay cái này nó dài đây, cắt đi, cắt cái vết sẹo này, đã ôm khá rồi, sau thì sẽ làm được sẹo này nó đẹp hơn chút nữa. Này, cái miếng này nó ăn vào đây, chả mấy mà ăn đâu bác, dính vào nhau này, con nó có cái rễ này nhanh đấy. Cái ngọn này thì là cái đang phải tính, bông này thì cũng suy nghĩ. Đây này, tổng thể là cái này là một cái bông này. lái đây và cái này đánh chạy ở đây với trực diện cây nó đây, chứ không phải cái này đâu nhá, cho nên cái này cắt luôn được rồi. Cái này đánh ra này, nó này có khi chỉ được tính là chi phong thôi, này phải nuôi chứ chưa cắt được. Đấy, cái này đẹp lắm, phần với đất nó đang vùi cái này rất ngắn đó. Chắc chỉ tổ mười mấy phân, mười mấy cm, rộng thì khoảng độ 20. Đấy,